in the form of a narrator. Okay. Also with picture that we... Yes, with pictures. So you show how it looks today. Mm. Then you say, previously, when I was a little young, it looked like this. And when I was a very little girl, probably, it looked like this. Before I was born, let's say, you know, it goes even beyond that time. Before I was born, it looked like this. So it kind of fascinates the child how, you know, there have been things that existed even before my auntie was born. It kind of creates a nostalgic impression in the mind. Ừ. Rồi, mình xong cái phần là chuẩn bị cái học cụ rồi, bây giờ mình xem mình sang cái phần là chúng ta sẽ giới thiệu cái bộ sưu tập hình ảnh theo thời gian này như thế nào. Thì mình có thể nói với trẻ theo như cái việc như cách là kể chuyện, nghĩa là mình sẽ nói là hồi lúc ví dụ nha, là tôi ví dụ với cái điện thoại, thì mình sẽ nói là cái thời bây giờ mọi người sử dụng cái điện thoại nó giống như vậy đúng không? Nhưng mà cái hồi mà cách đây bao nhiêu lâu đó, khi mà cô còn nhỏ, thì mọi người sử dụng cái điện thoại nó giống như vậy nè. Cô sẽ đưa một cái bức hình lớn, một bức hình khác ra. Xong rồi có thể là, nhưng mà cái thời mà cô còn chút xíu á, hoặc là thậm chí là lúc mà cô chưa ra đời á, thì mọi người sử dụng cái điện thoại như vậy nè. Hoặc là ví dụ như là một cái thứ khác thì mình nói điện thoại, thì qua cái thời mà cô chưa ra đời thì nó hơi bị lố. Nhưng mà đại loại là nếu bạn chọn một cái loại gì đó và nó có thể kéo dài như là cái thời bà nội cô chưa ra đời chẳng hạn, thì cái việc đó nó rất là ấn tượng đối với trẻ, nó rất là wow đối với trẻ. Trẻ sẽ chưa thể nào tưởng tượng được một cái khoảng thời gian mà bà nội cô chưa ra đời và cái này nó nhìn nó như vậy. Thì cái này nó rất là cuốn hút đối với trẻ nhất. So if you see, we have to have two kinds of activities. One is which is going to be a lot of movement that is involved. Second one is, you know, through graphical representations. Graphical representation. Photo is a graphical representation. Writing is a graphical representation. So either through movement you offer the aspects of time, or through graphical representations we offer the aspects of time. I'll type it for you. Okay. Through movement, we offer the concept of time. How through movement? I'll come to it. You just first translate this, and then I'll come to the examples that are part of this. Okay. Mình có nhiều cách để giới thiệu cho trẻ về cái khái niệm thời gian. Mình hồi nãy là mình đã giới thiệu cho trẻ khái niệm thời gian thông qua hình ảnh. Mình cũng có thể thông qua sự chuyển động để giới thiệu cho trẻ cảm giác về thời gian. Graphical hình ảnh đó, hoặc là về cái sự biểu thị về mặt hình thể hả, hình học hả, chúng ta rồi để cô nói tiếp đi nha, xong quanh lại coi cái này dịch là cái gì nha. Chẳng lẽ biểu diễn về mặt hình học hả? Mình có thể giới thiệu về cái khái niệm thời gian. Yes, you can give more examples so I can understand. Now I so get it. When you say movement, it could be like the celebration of the birthday, okay? Or certain celebrations that we will have during the time that we have. Okay, I'll just share it.
So here if you see.